đến quận Tây, hôm nay xong đến quận Tây đến phố Sông Trăng để giới thiệu các bạn về cái tình huống phố của Sông Trăng của năm 2019 tổ chức ở phố Sông Trăng. Hôm nay là ngày đầu khai trương của ẩm thực này. Bây giờ mời các bạn tham gia theo dõi và các bạn. Bây giờ mình đang đứng tại chỗ công viên 30 tháng 4 nha các bạn. Đây là cái cảnh cổng mà vào cái ẩm thực đường phố của Hương vị Sóc Trăng được tổ chức năm 2019 tại và khu công viên của 30 tháng 4 phố Sóc Trăng các bạn. Thì bây giờ là các bạn nhìn không gian xung quanh của thành phố thì rất hiện diện. Bẩn nha các bạn. Bây giờ là mình đã đứng ở chỗ đầu tổng, mình quay toàn cái không gian ở nơi đây cho các bạn, rồi từ từ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đi tham quan những cái qua gian hàng mà bán ẩm thực ở nơi đây nha các bạn. Những món ăn của mấy các quầy hàng chuyên bán này các bạn, ba gần có bánh và cốm dẹp đặc sản của mùa lễ hội áo bóc 2019 này các bạn. Đây là cốm dẹp và có người khơi mạng tộc Tơ Me của miền Nam Bộ này nha các bạn. Đây nhiều loại bánh chưng nè các bạn, như bánh ít nè các bạn, bánh lá và bánh chuối, bánh bò, bánh bột bán, và đặc biệt là cái cốm dẹp đó các bạn, của người dân tộc Khmer Nam Bộ này các bạn. Đây là cốm dẹp nữa các bạn. Nhắm đen đó hả? Đây, cái thang. Yeah.
10 ngày nữa không? Dạ, được. Hả? Hai bọc 10 ngày được luôn. Đây là những cái đặc trưng của Sóc Trăng mình các bạn. Như cốm dẹp, cốm rượu, nếp than với nếp trắng. Mấy nếp trắng? Ta mẹ à? Nếp này với nếp này thứ bộ mà. Để chút xíu màu vô thì nói vậy rồi, con để màu vô. Cô có để màu phải không? Dạ. Cô để màu không? Không. Không để màu đâu có ngon. Thơm cũng vậy hả? Để màu chắc ba loại ra. Nếp thơm cũng 5 ngàn ra. Sao chắc luôn? Đây một kia nữa rồi. Cái này là bán bạc đó, cay mạc của ta là mai bán rồi. Đây là đặc sản của Nam Bộ anh em mình nha các bạn. Đây là mấy cái món bánh ống với bánh dứa. Rồi. Đây là cái bánh dứa nè. Ba chục ngàn. Chú ở đâu lại? Gia hàng này của chú luôn. Không. Chú ở đây là ngày đầu tiên đi tham quan hay gì? Chú ở đâu lận? Long Phú. Chú lên đây lâu chưa hay là mới tới? Mới tới chú. Chú là thấy cảm thấy là cái ẩm thực này như thế nào? Thấy cái lễ hội nó cũng vui. Rồi cho con chú cho con hỏi chú tên gì? Lê Phát Khanh. Lê Phát Khanh hả? Ở Long Phú hả chú? À Long Phú. Rồi chúc chú đi chơi vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn nha. Nhiều cái gian hàng đang chuẩn bị cho buổi tối nay bán. Hiện giờ thì còn chưa nắng thì bà con chưa có đi ẩm thực nhiều nên hiện bây giờ các trong các gian hàng này đang chuẩn bị. Đây là gà nướng muối ớt của cô Ba nha các bạn. Cũng được trang trí ở trong cái ẩm thực của lễ hội của Sóc Trăng hôm nay. Là toàn cảnh là những gian hàng bán ẩm thực tối nay đang khai trương ngày hôm nay các bạn. Xong nước miền Tây xin hẹn các bạn lại video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ xem like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn một video mới tiếp theo của Sông Nước miền Tây. Giờ này thì bà con bắt đầu tập trung đi tham quan đó các bạn. Bây giờ khách bắt đầu vô từ từ.